Dừng lại mày. Trời. Chú lại tự nhiên chặn đầu xe của con vậy? Mày khỏi cần biết tao là ai. Ai cho mày đi qua khu vực này mà giao búp hả? Mày hỏi tao chưa? Tao nói cho mày biết nghe chưa? Kể từ ngày mai không được qua khu vực này giao búp nghe chưa mày? Bộ cha quan với bà Thanh không nói cho mày biết cái luật lệ khu vực này hả? Người ta cầu mua thì con giao thôi. Ê, không ai được quyền cấm con hết á. Mày ngon, chú tránh ra đi. Không hỏi con tông chú á. Tông đi. Trời. Cái thằng này chú. Ê, giọng cổ là chuyện nhỏ. Tao nói cho mày biết nghe. Hồi đó đó, nếu mà tao không bị bả cướp đời trai của tao đó hả, thì bây giờ tao trở thành nghệ sĩ nổi tiếng rồi. Thì bây giờ chú cũng nổi tiếng vậy. Cái sườn bún của chú bà, huyện này ai cũng biết. Trời ơi, nổi tiếng gì ba cái cọng bún này trời. Cực thấy mụ nổi luôn. Thức khuya dậy sớm, mình mẩy tối ngày chua như giấm. Mơ ước của tao á là trở thành một nghệ sĩ đờn ca tài tử. Hê, vậy mà cuối cùng lại trở thành nghệ sĩ làm bún. Rồi sao? Bộ ức lắm hay gì? Đây, cơm tới đây. Ê chà, trời ơi. Gì vậy? Đúng là trời ơi, không có ai hiểu mình bằng vợ mình hết đó nghe. Trời ơi, đúng cái món khoái khẩu của tôi, cá bóng kho tiêu. Làm gì mừng chứ vậy? Tôi làm cho thằng Trực. Trời. Ủa, bà này ngộ à. Gì? Bà nghĩ sao vậy? Sao? Bà nghĩ sao chồng bà còn sợ sợ ở đây mà bà lo cho trai trẻ ăn hả? À, ý đồ muốn làm máy bay bà già phải không? Nói gì trời? Hả? Ông này vô duyên quá. Nó đáng tuổi con tuổi cháu, nói vậy nó cười vô trong mặt. Vậy chứ sao bà không nấu cho tôi ăn mà bà nấu cho nó ăn? Ơi, chú ba ơi, chú ba. Cô nói giỡn thôi, chứ cô vẫn nấu món chú thích mà. Ủa vậy hả? Trời ơi, chú không hiểu ý phụ nữ hết trơn á. Thôi, chú mệt quá. Để tôi ăn nha, tôi ăn nha. Dạ, cảm ơn cô. Ủa, rồi thằng Nguyễn đâu rồi? Không có biết nữa, nó chưa gì à. Thằng nhỏ này á, nó hay đi vòng vòng đi kiếm mẹ nó lắm. Vậy hả? Mà tôi cũng nói nó hoài hà. Nói nó khi nào tôi rảnh rảnh á, thì tôi đi kiếm mẹ nó với nó. Vậy á, mà nó không nghe. Thôi bây giờ á, ông với anh Trực á, ăn cơm đi nha. Tôi chạy kiếm nó ăn cái. Tự nhiên sốt ruột quá. Ăn tiếp đi. Mày đi đi. Con lộn người rồi.
Anh không ngủ được hả? Ừ, chỗ mới anh chưa có quen. Sao anh ở đây làm vậy? Anh phải kiếm tiền để lo cho mẹ anh. Mẹ anh đang bị bệnh. Anh còn có mẹ để lo. Ai cũng có mẹ mà. Vậy mẹ em đâu? Mẹ em bị mấy người sau bắt đi rồi. Em không đi tìm mẹ em à? Có chứ. Em đi kiếm khắp nơi luôn á, nhưng mà không ai thấy mẹ em ở đâu hết đó. Đừng có từ bỏ hy vọng, vì chỉ có hy vọng mới làm mình mạnh mẽ vượt qua thử thách đó em à. Ủa em đang làm gì vậy? Em kiểm tra coi gà ủ xong chưa. Em chỉ ngửi thôi mà em biết men ủ được hay chưa hả? Đúng rồi. Hay vậy, chỉ anh với. Nè, anh ngửi thử đi. Anh ngửi được mùi gì? Mùi gì đó anh hanh lắm. Bộ anh không ngửi được mùi thơm của men hả? Không, anh không hửa được mùi gì ngoài mùi hanh hánh chân á. Vậy là cái mũi của anh không có được thính giống như cái mũi của em rồi. Cái mũi của em á ngửi được nhiều mùi lắm luôn á. Ủa, em có khả năng hay vậy hả? Em ngửi được mùi đồ ăn nè, mùi mưa, mùi gió nữa. Ba em nói em là đứa con đặc biệt nhất của ba á. À, mà giờ này khuya rồi, sao em không để mai hả làm? Không được, em phải kiểm tra thường xuyên. Nếu mà ham ngủ quá, để bột ủ lâu quá, bột sẽ bị chua. Nếu mà ủ chưa tới á, thì bún sẽ không được dai và trong. Ờ, nhưng giờ này khuya rồi. Em biết chứ, ba em hay làm bánh, cũng dậy từ rất là sớm. Tại vì lúc đó đồ ấm cũng ổn định, không khí cũng trong lành nữa. Em muốn bắt chước giống ba, làm gì từ sớm. Thằng nhỏ này đúng là thật đặc biệt. Anh đi ngủ đi, ngày mai còn có nhiều việc để làm nữa đó. Ừ. À, mà nghe anh hỏi nè, em làm ở đây từ khuya, sáng sớm em cũng làm, bộ em không thấy em thiệt thòi hả? Đâu có đâu, em tự nguyện mà, thiệt thòi gì chứ. Em làm vậy, cô chú có trả lương cho em không? Dạ không. Em lấy để làm gì? Bộ em không thấy họ lợi dụng em hả? Sao em không đi chỗ khác làm, kiếm tiền còn đi tìm mẹ em nữa? Cô Thanh là người cứu em mà. Mẹ em nói là người cứu mình thì mình phải trả ơn. Cho nên dù có chuyện gì em cũng không có bỏ cô chú được. Mà không lẽ em chịu ở đây suốt đời sao? Cô Thanh có hứa là sẽ dẫn em đi tìm mẹ rồi. Em tin là cô Thanh nói thiệt. Cô Thanh là người tốt.
Tao nè. Đức. Tao nè. Tao, tao nè. Bên đây nè. Đây nè. Trời ơi, tao nè. Chú qua đây giờ này làm gì vậy chú Sáu? Tình hình ở trong đó làm sao rồi? Dạ, chuyện làm bún ở bên đây thì y chang như bên mình. Ừ. Từ công đoạn, dây chuyền, cách ngâm gạo, ủ gạo y chang như vậy à? Ừ. Không khác gì trơn á. Trời ơi, tao đâu có hỏi mày cái chuyện đó. Chứ chú hỏi chuyện gì? Tao hỏi mày cái chuyện tao hỏi mày cái chuyện, chuyện khác biệt giữa mình với nó đó, hiểu không? Khác biệt. À, hả? Đúng rồi, khác biệt là ở chỗ thằng nhóc á. Nhóc khác biệt làm sao? Nó là trợ thủ đắc lực của ông Ba Quang. Nhưng mà nó còn nhỏ mà. Nhưng nó nhỏ mà có võ đó chú. Nó giỏi lắm. Mà nó có nhiều tài nữa. Nó ngửi được mùi gạo, nó còn ngửi được mùi men, mùi gió, rất là chính xác luôn đó. Bởi vậy ở đây những cọng bún làm ra dù làm bằng thủ công nhưng mà chất lượng y chang như làm công nghiệp luôn đó. Dạ. Dạ. Mày vô đi. Vô đi, mày vô đi ha. Dạ. Chú về đi nha. Vâng. Cái này ra ngoài phơi giùm em đi anh Trực. À, chờ anh chút. Cảm ơn anh. À, ê Nguyễn, bữa nay con về sớm sớm nha. Dì có nấu món canh chua cá lóc với là bông súng cho con ăn đó. Dạ, con cảm ơn dì. Ừ. À dì ơi. Sao con? Hôm trước con đi ngang qua cái khu nhà của ông dì á. Ông sao quý gì á dì? À, xong khi ông không cho con vào nữa à. Cái gì? Ủa sao con? Sao kỳ á? Không cho vào là sao con? Con cũng không biết nữa. Ông nói ở bển là khu vực của ổng, ông không cho vào nữa. Ông nói luật ở đây là như vậy á. Phải vậy không vậy dì? Cái gì? Luật hả? Luật của ông nội ổng hả? Đồ thứ gì già mà vẫn còn ngang ngược. Mày đi theo tao qua bển ha. Tao hỏi mà không ra lẽ là không yên với tao đâu. Tưởng vàng về mà dễ ăn hiếp hả? Đi. Thôi ông. Đi đâu vậy? Để chuyện đó tôi lo cho. Mày biết cái gì mà lo? Năn nỉ ông luôn á. Bây giờ ông ở nhà đi. Trời ơi, ông qua bển á, xong rồi chửi lộn, rồi đánh lộn nữa. Một câu nhịn, chín câu lành giùm tôi. Ở nhà đã đơn chiếc rồi. Rủi á, ông đánh lộn đánh lạo có gì rồi á. Sao tôi sống nổi? Sao tôi mệt bà quá. Nói ra toàn là chuồng ẻo không hả? Chị Môi có nhà không? Có, tôi ra đây. Dạ, tôi nè chị. Ra rồi kìa. Dạ. Dạ, em chào chị. Ủa, chị Thanh. Ờ, làm gì mà hôm nay rồng tới nhà tôm vậy? Dạ, thì có chuyện tôi mới qua chứ. Nói chung là hơi bực mình chút. Hả? Chuyện gì làm chị bực mình vậy? Thì ông Sáu nhà chị nè, tự dưng cái cấm thằng Nguyện, không cho qua bên đây giao bún. Ủa gì kỳ vậy? Hồi đó giờ á, khách hàng có ai để bán? Nước sông không phạm nước giếng, tự dưng cấm thằng nhỏ làm sao chị? À, ủa, có chuyện đó hả chị? Dạ. À, để tôi về tôi hỏi ông nhà tôi thử. Tôi xin lỗi chị nha. Dạ. À, chắc bữa đó ông say xỉn quá, rồi nói tầm bậy tầm bạ đó mà. Dạ, thiệt tình á, là từ đó tới giờ á, gia đình hai bên của mình á, không có chuyện gì xích mích hết á. Chị nói lại giùm với ảnh á, đừng có say xỉn rồi nói lung tung, đứa nhỏ nó không biết gì hết. Rồi nó về nó nói lại. Tôi á, là tôi ghiềm ông xã tôi dữ lắm á. Chứ nếu không á, ông nổi nóng, ông qua đây á, ông làm rần rần rồi xin chuyện đó chị. À, dạ, thôi tôi biết rồi chị. Dạ. À, để tôi về tôi nói lại với ổng. Dạ. À, tôi cảm ơn chị Thanh nhiều nha. Dạ, thôi nói lại giùm tôi một tiếng nha chị. Dạ, dạ. Chào chị, chào dì về con. Dạ, con chào chị, con về. Dạ. Con về đi. Anh Trực. Ủa, sao em không ăn cơm trước đi? Đợi làm gì? Em không quen ăn một mình. Ngày xưa dù em có ham chơi tới đâu
Mẹ lúc nào cũng ngồi đợi bên mâm cơm hết á. Vì chỉ khi nào ngồi ăn với nhau mới cảm giác mình là người thân. Lúc đó mới được gọi là gia đình. Anh ăn đi. Em đã coi anh như là anh trai của mình thì phải đợi anh về ăn cơm chung chứ. Cái thằng khờ này, anh nói nghe nè, rồi mai này em cũng sẽ rời xa nơi đây thôi. Em đi đâu thì anh không biết, nhưng nhớ kỹ một điều, thế gian này không phải ai cũng là người tốt đâu. Cho nên bớt thật thà một chút đi nghe chưa. Anh nói sai rồi. Mẹ em nói á, nếu như mình đối xử tốt với người khác thì cũng sẽ gặp được người khác đối xử tốt với mình. Ừ, có thể mẹ em nói thì chắc là đúng đó. Nè nhóc, sau này em kiếm được mẹ, em sẽ làm gì? Làm gì cũng được, miễn là có thể bảo vệ được cho mẹ. Sau này em sẽ trở thành người đàn ông mạnh mẽ nhất. Em có tính đi đâu tìm mẹ không? Em sẽ tìm người đàn ông có hình xăm chóm chóm trên cánh tay á. Là một tên giang hồ hả? Em cũng không biết nữa, nhưng mà là người xấu, người đã bắt cóc mẹ của em. Em có biết hắn ta ở đâu không? Em nghe dì Thanh nói hắn ta là tên tài xế trên chuyến xe chở em về đây. Vậy sao em không đi tìm hắn ta? Nhưng mà em không biết bắt đầu từ đâu á. Em nhớ mẹ em quá à. Còn ba em thì sao hả nhóc? Sao ông ấy đợi em đi lang thang như vậy? Thank you.
dạ. Của tôi nè. Dạ, dạ từ từ. Lấy ký thôi. Dạ chị lấy ký ha. Dạ, dạ rồi. Rồi cảm ơn chị. Của tôi ký nha cô. Dạ ký ha chị. Dạ 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 dạ. Dạ con biết rồi. Dạ cảm ơn. Dạ dạ. Cô ơi. Ờ chợt bưng dùng cái sàn qua đây dùng cô đi. Cảm ơn con. Cô ơi. Ủa con ăn sáng chưa? Dạ con. Gì vậy? Con có chuyện muốn nói với cô. Chuyện gì? Dạ mẹ con ở dưới quê mới điện lên báo mẹ con đang bị bệnh nặng, cho nên con muốn xin cô cho con về quê. Mẹ ơi, mẹ bệnh phải nói với cô liền chứ, có gì đâu mà sợ. Thôi đi về đi nha. À khoan chờ con chút, để cô vô cô lấy tiền lương gửi cho con ha. Chờ con chút. Ủa sao tự nhiên anh về vậy? Mẹ anh đang bị bệnh nặng nên phải về quê thăm mẹ. Rồi anh có quay lại đây làm nữa không? Chắc chắn là anh sẽ lên, nhưng không biết lúc nào. Anh nhớ nha. Ừ. Nè con. Ê dạ. Nè. Nè, đây là tiền lương tháng của con cầm đi. Nè. Còn phần này á là cô gửi về cho mẹ con. Nói với mẹ con á là cô chúc mẹ con mau hết bệnh nha. Nè. Cầm đi đừng có ngại ha. Con cảm ơn cô. Không có gì. Con về nghe cô. Ừ. Anh đi nha. Anh có sao không? Cái thằng này, bộ mày không có con mắt hả mày? Mày không nhìn thấy tao hả mày? Hên là tao không gãy tay á. Anh thông cảm đi. Anh có sao không? Không. Nguyễn ơi, lẹ đi con. Dạ, dạ. Con sao vậy nè? Ờ, cái chị coi có giọng không? Xúc cho người ta đi. Đi ngoài đường nè. Đây, đây, đây. Mặt gió cả đi. Chuyện gì vậy mấy bà? Chú ơi, chú dừng xe lại đi chú. Đánh chở người ta đi nè. Nhanh đi. Lên đi. Bây giờ mới đỡ đỡ đi kìa. Nhẹ nhẹ thôi. Coi chừng cái chân của bà. Ngoài đi chung không? Có. Tôi đi nè. Đi nha. Rồi đi nhanh 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 đi. Con ta xỉu rồi kìa. Dạ dạ dạ. Rồi rồi đi theo đi. Cô ơi, có chuyện gì vậy cô? Bà bị đau bụng. Trúng thật. Trời ơi, cái mặt mày của bà xanh là xanh lét hả? Cũng may là phát hiện kịp á, đưa đi cấp cứu rồi. Tao nghe nói là mấy bữa nay á, chúng thật là do ăn bún bên mày đó. Dạ, con cảm ơn cô. Trả bún lại nè, trả lại cho tôi đi. Trả lại lên. Sao vậy? Nè, tôi nãy nè. Có chuyện gì vậy cô? Có chuyện gì hả? Mày bán bún cho tao. Khách hàng ăn vô chúng thật. Dẹp gì hết trơn hết trội rồi kìa. Là cái cô chậu á. Có lộn không vậy? Trả tiền lại đi. Kêu công an đi, không nói nhiều nữa. Trả tiền lại đi. Trả lên lên, trả đây. Rồi bây giờ mới trả không? Có phải là tại bún của tôi không? Tại bún của bà chứ tại ai nữa? Còn gì nữa? Chị ơi, xin mọi người bình tĩnh. Công an xuống tới kìa. Giải quyết đi. Dạ, dạ chào các cậu. Chúng tôi nghe nói có người ăn bún do xưởng bà sản xuất bị trúng thực. Bây giờ hãy cho chúng tôi lấy mẫu về thử. Nên cơ sở của mình tạm thời ngừng hoạt động, chờ kết quả xét nghiệm của chúng tôi. Các anh làm việc. Dạ. Ôi, phải gì vậy không? Sao? Sao kỳ vậy ta? Tại sao trong nhà mình lại có quá chất ta? Ông làm ơn đứng yên hoặc ngồi xuống đó giùm tôi một cái đi. Đi tới lui hoài trong mặt quá
Tôi hỏi bà nè, làm sao mà đứng yên cho được? Bây giờ đi ra ngoài đường á, ai cũng nhìn với cái vẻ khinh thường vô mặt mình. Bà có biết không? Cái này lỗi á là do cái xưởng bún nhà mình. Ông làm ơn, ông im lại cho tôi suy nghĩ chút coi. Thiệt tình. Chiến này tôi coi ông còn ngóc đầu là được hay không. Không ra coi bộ ông có chuyện gì vui vậy? Trời ơi, còn vui dài dài nữa. Nè, ngày mai bà kêu sắp nhỏ làm bún gấp đôi cho tôi luôn nha. À, chi vậy? Để ông ăn hả? À, bậy bạ bán chứ ăn gì. Miệng ăn mắm mà muối. Ngon rồi. Chị Liễu, cho tôi hỏi thăm cái à, hôm bữa mấy người ăn bị đau bụng đó, họ có nói gì không chị? Trời ơi, ở đó mà nói cái gì? Người ta chửi quá trời kìa. Rồi ạ, mấy bữa rày á, chị lấy bún đâu chị bán vậy? Thì lấy bên xưởng của ông Sáu Quyết chứ đâu. Cảm ơn chị nha. Tôi về, đi con. Dạ thưa cô, con đi. Dạ, anh Sáu. Dạ, chào anh Sáu. Anh đi giao bún hả? Giao bún. Sao không để sắp nhỏ nhà đi giao, anh đi giao chi cho cực vậy? Trời ơi, tụi nhỏ đứa nào cũng bận ấy. Lúc này nhiều mối lắm, mình phải đi giao thôi. Dạ, thôi mình về đi con. Dạ. Nè nè, cái thằng nhỏ này nè, là phải nghĩ tới tương lai của nó nghe không? Cho nó qua bên tôi làm đi, tương lai của nó còn đi lên. Ở bên đó hoài có ngày cạp đất ăn. Con nè, con nè, lúc mình khó khăn á thì đừng có chú ý lời của thiên hạ, chỉ cần mình làm việc có trách nhiệm và bằng lương tâm của mình là được, nhớ không? Dạ. Về. Dạ, chào anh Sáu, tôi về. Ừ.